Kéo 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 băng tộc, băng tộc. Trận này có hay mình chơi băng tộc nhỉ? Băng tộc luôn cho nó máu. Cho nó máu, cho nó máu. Mẹ ra toàn cái lồn. Mẹ đéo hiểu mẹ ra toàn cái lồn gì ấy. Mẹ tim. Quay lại đây. Ôi. Kiểu đéo gì này rồi. Không thơm lắm này. Trời ơi, đồ đạc như xịt này. Chết tôi rồi. Thật toang tôi rồi các ông ơi. Có vào lên trên router đi rồi sẽ thấy server kéo đi đấy. Đau mẹ này này. Này hiểu gì ấy. Sao cái tên hiểu gì. Đéo hiểu luôn. Lên Google, tôi tra trên Google thì nó hoảng hoảng lắm. Nói chung là đi. Mẹ nếu biết là một con nào ạ à, tôi tù thế. Tim lên này. Không nghĩ mẹ. Nhưng mà tôi thử rồi, tôi tra Google tôi thử nhưng mà khả năng cao đéo được, không được refund mẹ game gì. Không mẹ. Trận này có vẻ không thơm lắm không ạ? Tình hình hiện tại nó đéo thơm lắm. Nhìn thấy nó có vẻ rất là lằng nhằng, nó bảo giờ kêu anh Phúc hai thì chắc là dễ rồi. Thì mình có 2 không đã làm gì rồi. Cái game này nó là game cũ mà à, nên là nó đâu có server riêng. Ở cái này ai? Đây đây. Cái gì? Giờ đó ở Killing Cook Beta. Trên cái công cụ và Steam nó có sẵn cái gì server vậy? Đâu? Đợi tí xong trận á. Tí thôi gửi cho xem. Hay chưa, trung đạo đánh đau thế. Cắn đau vãi lên ạ. Khốn nạn. Không nào nhớ tôi. Mất mẹ dừng đi tầm này dừng rú. Dừng rú này dừng rú với tao này. Chỗ này chỗ mày dừng rú ở đây à. Thôi chưa. À, vất nhảy. Ta. Ta. Ôi trận này mình lên hậu vệ cũng được này. Nhưng mà mình lên mấy hai con này để thằng để tặng. Cho khỏe tặng lắm. Lấy cho người khác lấy. Thật là hút máu vãi đái thế. Thì em chơi gì em? Pháp sư à? Đi cơ mẹ nó hút máu mới lên thằng Vla 2 nó khó chịu thật đấy. Đánh hết cả thế giới. Trả tiền con sờ tao qua rồi nhưng mà thả tôi ra. Cái này ngon hơn. Trả tiền đánh của tôi rồi. Ông gà này thế thôi. Ừ. Hiệp chơi cái team gì này? Hậu vệ à? Không tính chơi hậu vệ à? Hậu vệ chứ không phải đi cùng với set. Hậu vệ phải đi set nhưng mà có một thằng đang chơi hậu vệ rồi đấy, nên là khả năng cao là ông khó tranh hậu vệ lắm. Thế ông pháp sư hợp lý hơn đấy.
Con thằng đang chơi hậu vệ kìa, ông lục bàn mà xem. Con thằng đang chơi đấy. Nó chơi thì sợ gì nó. Sợ nó chắc. Nó chơi thì nó tranh bài của ông thôi. Tranh thì làm gì. Tranh cũng đến thế mà thôi. Máy A2 của chính mày. Tôi cũng tranh của nó. Đây, máy A cấp. Nó tranh của tôi đâu. Thì đã mau đừng hỏi. Thôi thằng thằng nào sao bài có 4 con này. À 4 con đúng mà đúng cấp 1. Này biết rõ phải mạng. Cái mạng nhà mình kiểu mạng lang. Game này nó kiểu đéo gì, nó kiểu nó game cũ mà, game đời cũ quá rồi, nó đéo có server riêng. Nó server là mình phải nó tạo server cho mình thì mình sẽ biến thành cái server của nó nên là active cái đấy, hay mình phải connect đéo gì. Là hoàn phải. Thế. Hay là bị băng đi ăn đi. Chưa có đủ 4 băng này vứt vào giờ nó không có tác dụng mấy. Băng còn kịp đấy. Chẳng lẽ mua 12 con này. Bán đi thì lỗ. Bán hai bán đi sẽ bị lỗ tiền nếu muốn mua. Thật sự là nếu muốn mua thì bán đi thì bị lỗ tiền. Thôi kệ không mua đi. Cho khỏe bắt đầu á. Đúng không? Ôi này cái cuồng chiến này. Dị dạng đấy. Dị dạng đấy. Đang đang chơi bài gì mà đang top 1 kìa. À, mãnh thú. Mãnh thú đầu kiếm khá là khỏe đấy. Hiệp thì đang hậu vệ. Hậu vệ tôi chỉ sợ là không theo được thôi, bởi vì nhiều thằng chơi hậu vệ quá. Hiệp ạ. Hậu vệ nó không phải có set, nó phải kiếm con gấu ấy, cho có hậu vệ set thì mới ngon được. Bốn vàng lỗ mà lỗ hai vàng thôi không sao, khỏe ban đầu mất hai vàng được. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? À, đánh ngõ quái. Bốn băng này. Nghe em nhỉ? Ừ. Gặp mấy ngày ạ? Mẹ ui mà chết đầu quá. Đâu ấy, mà chơi được đâu. Cái kiếm điện đoạn đầu game mạnh thật đấy. Thắng như ai. Quay về sau mình sẽ bán thì mình vứt mẹ đồ. Chó khỏe.
Mất cái gai khổng lồ các bạn. Sâu vào trong tim, ngày nào sông trôi đã bỏ quên những nỗi sầu. Khát khao tiếng cơn mưa vào thân yêu. Ai lô hiệp? Ông chơi bài gì này? Ôi. Thì ông chơi bài gì này? Lo á, không phải lo đâu. Khỏi đất thằng chứ. Chưa mất con gấu vào, chưa mất gấu. Khổ một là nó không ăn thua ấy, ông chơi. Không phải lo á, gấu. Gấu mày bất chính. Tấm năm nó đi sâu vào trong tim. Đi mình cần tìm mà. Thấy sao này thua vẫn bình thường. Hai bốn năm bốn hậu vệ mà sao ông lại xếp con Taria này trước chiến mạng à? Rồi. Là được chọn đồ luôn này. Đồ nó hết xui lắm kìa bạn. Có xe hàng chưa? Thôi thứ ba. Biết ngay là sẽ mất cái xe. Ông đứng đầu nha, mới có cơ hội được xe. Ông nó in sâu vào trong tim. Ngày nào sao? Hôm nào nó chấm cái đấy. Hả? Ông nào có lấy cái cọng nào không? Rồi tao lấy. Đi cơ mẹ nó lấy rồi. Sao không lấy cái nước mắt hay sao không lấy con Lana nó phải được nhiều tiền không? Ông gà thế. Ông lấy cái nước mắt, ông lấy con Lana nó phải được nhiều tiền không? Khi mà không có cái gì để lấy tốt thấy con nhiều tiền. Không cả mấy. Đó, kiếm Olaf. Giờ thì kiếm Olaf thôi. Bài mình có Olaf là lên hương. Bốn băng rồi. Hello. Đã bảo rồi, ông chơi hậu vệ mà ông chơi kiểu đấy không ăn thua đâu, hậu vệ phải đi cùng xét. Hậu vệ đi cùng xét mà sao ông lại có cả cuồng chiến thế này? Hậu vệ là phải 6 hậu vệ đi mới xét, 3 xét. Con Mundo đây. Không lấy Mundo làm gì? Mundo nào? Cái Mundo của ai đây? Ôi, thằng em lấy gì đây? Sao cứ ra mấy con này nhá? Ôi, thằng Wick này. Thằng Wick là một con khá là ổn. From out of the sewers comes doom. Đi về nó còn có cả mấy ba bảo sao thì nó khỏe thế. Thằng lèn top 2 nó có cái con ấy ba rồi. Bốn với ba căng vậy. Không còn có mò ba. Ôi thôi kinh vậy, thằng Hyperdrone rồi. Bốn với ba có mò ba này. Căng vậy. Ôi tôi đang kiếm Olaf mà không ra này không ạ. Vàng quá.
Ôi Olaf ơi, mày ở đâu? Không ra Olaf này thì khó đánh lắm. Thì bé cóc mò của tôi vẫn có mồm 1 đây. Ít 1 đây. Còn chưa kêu đây. Tàu quýt 1 á? Kêu với đéo gì? Thì tàu quýt của tôi vẫn tàu quýt 1 đây. Tàu quýt á? À. Chào Wick á, con chuột á. À. Chuột tầm mấy một bình thường. Thấy ổ la rồi. Rồi tầm này có khi cho con mẹ đùa nhau mà mẹ con thằng nó chấp phép không? Nó giả trôi. Có ai chơi pháp sư không? Cái gì cơ? À ha, có thằng nó chơi pháp sư à, giống pháp sư trước vậy. Đem bao lâu? Vẫn có 4 băng quốc, 2 công thổ. Đã có dự được đâu. Đồ mẹ cái bài. Thắng quá. Đen quá. Thế ơi, em chỉ tìm nó khó quá à. Đen thôi. Ôi. Con ấy không sống được ạ. À. Người đen. Đã bảo rồi. Cái bài hộ vệ nó khó chơi lắm, thật. Nó không dễ đâu, bài hộ vệ khó chơi kìa gì. Dễ toàn lắm. Cái đoạn đầu game nó dễ toàn cực kỳ luôn. Bởi vì có nhiều thằng cho hộ vệ đấu game để nó đỡ. Thôi cần gì đầu game phải đứng top cao đâu. Top top thì được lấy đồ nhanh thôi. Mà nó toàn nhanh quá. Rồi. Để đó à. Thôi để tiền lên cấp nó cứ từ từ. Bài mình cứ từ từ, bài mình không phải vội. Bài này là không phải vội. Không vội được đâu. Hà Nội không vội được đâu. Rồi, thằng mình toang rồi đấy, bắt đầu toang rồi đấy. Quá ở đâu mình vẫn thắng này nhớ không mẹ vì sao chỉ là một lời hứa thôi sao em nhớ chú bên em vẫn rồi độc thờ môn đồ. Mày này nhở? Này mẹ đi. Được một người. Ta kịp cuộc đời dòng tim hôi. Hơi muộn, hơi muộn, hơi muộn. Ai? À, không sao. Ba đọc chưa? Từ từ. Ai một phần là mình vứt rất là hơi hơi chậm. Tập hai chỉ thế. Ôi ông đào à? Hóa ra có mấy ông đào à? Rồi đi đây. Ông đào cũng chưa độc à? Kéo hiểu chấm máu kìa. Khổ. Xèn kìa. Mình đâu thì mày đéo có áo choàng ạ à. Mình cần cái áo choàng mà đéo có xin phép nhá à, mình cần cái áo choàng bạc quá mà đéo có áo choàng bạc ở đây ạ à. Xin phép nhá ít mẹ mất mất nước mắt rồi xác là tôi đủ 3 con xác rồi ấy cố tình không nói mấy cái nước mắt để có phải có xác mà ai chẳng mấy gồm thôi đấy là con xác rồi. Cầm gậy quá khổ cơ. À con Z rồi, con Z là có 3 set mà ngon đấy. Z cầm gậy. Ôi mình cần cái áo choàng quá. Phải chẳng lẽ cho nó 2 cái huyết kiếm. 2 cái huyết kiếm thì nó hơi ngáo quá. Lâu rồi.
ước làm gì để gặp được nhau. Ồ Lam một hơi đuối nhỉ. Ồ Lam một có vẻ hơi đuối. Ôi trời ơi, bà thét nó tập đấu thế. Đập chết luôn thằng ấy của mình ạ. À. Căng vãi. Ôi. Mày ăn béo kịp ấy chết ạ. Bạn đào bắt đầu à, bạn hiệp bắt đầu lên hương rồi. Có ba set một cái nó khác lắm ấy. Đẹp quá. Cơm. Bạn Ồ Lam phải lấy được 2. Không lên được 2 thì đuối quá. Ôi, con giống chuột mà. Vừa nói là không lên 2 nó lên luôn. À, khó thế nhờ. Ôi, nó toàn ra cái gì đâu này, không biết hai con này đang đợi lên này. 1904, tên không bằng giả bán. 7058, 0012, 7312. Chú Việt Dũng, tịch công banh hàng đầu lắm lớp là lại. Ba độc quỷ thư. Không ai vốn. Vốn có cái ấy cho con này. Ôi. Wow, đâu. Ui ui bài phù thủy. Ui đau thế. Tôi phải gọi là trăm chỉ hàng sầm. Con bạn phải nhận tao nghỉ. Đại thắng, tôi phải gọi là văn quả. Không chỉ vậy, vì đâu là tao phải văn hóa. Nó tao không liên quan. Tôi đã bị một xa mấy thằng chuyên phá. Thua đấy, tao không vỗ được thể chỉ quyền quả. Tao phải bắt chủ 19024 cây 03 giờ bàn 70548. Ôi. Ờ, không ra được số bích 2 mới cả cung đô 2, khó quá. Lên cái này luôn cái này đi. Chấn phá này luôn này. Ôi, thằng đéo xa rồi. Kỳ này toang rồi. Ui, kéo choàng nó lại không ra đâu. Thế này thì khó cho mình quá. Rồi mưa lắc xét. Ôi khó quá nhờ. Chẳng lẽ vứt cho nó hai cái huyết kiếm. Hay vứt cho mày thêm cái kiếm nhờ. Lắc quá. Lắc cái thần. Lắc cho nó cái lắc cái thần. Cho con này một cái huyết kiếm. Ô, trick 2 nè, đón cái trick 2. Undo. Thôi, ngày thôi. Nâng cấp đi. Ui. Mong bà đi quá. Con ấy của mình còn không lên được thêm một con nào kìa. Chẳng hay là phá con kiếm. Hay phóng kiếm. Tôi đã giết thằng đầu tiên. Ông bài thôi chị chịu. Hay đợi rao chọn đồ. Không, rao chọn đồ này chúng ta sẽ là đồ to. Đây là. Bật luôn cho thằng cái này đi. Bắn được thì bắn, không bắn được thì chết. Lên cấp. Ồ, thầy đấu đảo. Mà anh đạo mình ghê phết đùa luôn. Ui, bài không? Mày quá finger, mình đang quẩy tức bừng. Nhờn, mấy finger. Đau quá. Vậy Olaf, tôi mới Olaf 1 đấy nhá. Olaf mà lên được 2, nó cân tim lắm. Tích tiền lên cấp. Tầm này thôi. Đó. Còn mẹ lắc ánh sáng rồi ơi. Lắc ánh sáng.
làm ăn gì đây? Cá biển mất theo làn sương trên cánh hoa. Tôi dịp mẹ trong màn đêm ta không phải gì à? Mẹ mày ra. Ui, rồi một thằng nữa toang rồi. Ôi hiệp toang luôn á. Mẹ mày ra, mẹ mày ra ba rồi. Phải với gà ba. Ôi hết giang sơn ta dành cho ai em mơ. Thật kịp chưa, thật kịp đã. Mẹ thấy gà ba nó nổi với con. Vì chết. Khó nha. Em mày về hết tôi từ cái gì mình đất. Là ta không muốn phải mặc cả giang sơn mất xa mất giả. Mình tôi bắt mà ta vẫn muốn đi cùng nàng. Chúng mọi người mất em luôn. Đang mặt trời mọc tối như sao cho mặt đêm buông. Em thì ở nhà lâu một vài. Cái này nó bạn lấy vài và đem buôn 2 4 6 6 con này. Thầy lên cấp 8 rồi ấy. Để mua đồ hay lấy phòng kiếm hay lấy phá kiếm. Anh này tung hết vào để lấy mega ba. Tấn bất tôi nó bất trung. Mò 3. Tôi 6 băng quốc rồi này. Tài 3. Ôi Olaf ơi, Olaf không lên được 2, khó đánh thế nhờ. Thôi xong rồi. Vượt bị lốc rồi. Một quy dài. Đấy, xong quy dài. Chết. Một. Dịp kẻ đau quá. Ui, bắt đầu qua rồi. À. Olaf mình không lên được 2, khó đánh thật đấy. À, Ezreal rồi ôi, Ezreal không bốc ạ. Ô, Singer 2, thơm. Cẩn thận cái thằng Vega 3. Đây, vất trơn cho tôi phòng kiếm nhỉ. Bùa đỏ thì nó đéo hợp rồi. À, nó ghép mũ phụ thủy hơi sai. Ghép cái kiếm túng này. Ta không than vì ai. Ờ, oh, hello Đào. Đào ơi. Đào đau quá. Chúng nệ tương tàn ạ. Xem rằng vào dòng người ta. Hộ về, trời ơi, bao nhiêu đồ nó không ra. Trời ơi, chú City. Thôi, bắt buộc rồi. Hết nước, hết cái, chả còn cái gì. Thôi, chấp nhận nó. Cho con Singer thôi. Con này thì nó đéo cần. Hay là phá kiếm cho con này nhỉ. Vứt con này phá kiếm này. Vứt con này cục máu. Sao sau cố mà roll được. 900 ra cường. Nhân mình 120% này. Cố mà roll được A2. Ít nhất là A2. Oh no. Hoài, đâu rồi vậy? Một hộ vệ. Vứt cho ngoài thằng hai hộ vệ. Nước bí ẩn, để một con đi. Ta Rick. Ôi, Olaf thôi. Con Olaf nó không ra một con nào này. Dạ mấy ông lấy hết Olaf, mấy ông lấy hết single đi. Single gì? Tồn không ra đổi con Olaf này. Không ra một con Olaf nào luôn này. Cái đó thế nào? Ôi, mình ra thằng Vega 3 này kinh đấy. Ui, Vega 3 kinh quá. Vào ấy, biết rồi. Ôi, đẹp toàn. Vega 3 kinh thật đấy. Không một con Olaf nào luôn, không một con nào. Không thể tin nổi là không có một con Olaf nào mình roll như thế này mà không ra một con single thì ra 3-4 con này.
Xét à, bắt xét. Mẹ. Nó ra cả là Nami 2, SV3 này. Mà không có sinh, không có Olaf. Này thì đỡ thế nào đây. Mà sao nó có lấp được ấy nhỉ? Olaf một tù vãi á. Một tù quá. Mẹ, xin mày đây, một con Olaf cho tao. Ở đây rồi. Ai, con thờ Olaf nó bên lần 2 rồi. Không biết nó có chống chọi được không. Khi mà con Vega 3 nó khó chịu quá. Đến Vega 3 này khó chịu thật đấy. Có khi mình vứt quài sang bên này. Hai buổi tối ấy, tăng thêm tăng thương nữa. Để cho nó chạy về phía Vega này. Làm này thì con Single nó sẽ chạy về phía Vega. Quý được nói rồi này. Cháu nhìn tôi lật kèo đây. Ô cực ạ. Huyết kiếm à. Ơi, bài đồ ra kiểu này thì hơi căng nhỉ. Ờ thằng này lấy single, lấy single làm gì vậy. Ôi bài nó cũng có độc này. Mà single vứt vào đâu. Anh lấy đồ rồi, kiếm thời sao. Huyết kiếm. Thực ra mình cái huyết kiếm này nó không thơm lắm, đáng ra mình nghĩ cái rác nó ngon hơn đấy. Huyết kiếm này chả lẽ vứt cho con này hai cái huyết kiếm. Hai huyết kiếm có cộng dồn không anh? Thấy ra thằng này nó cũng nguyên cấp. Thấy cái này thắng nó cũng này đi. Cái thằng này nó có lốc được con pick của mình đấy nhỉ? Bực vãi. Auto lốc của pick ạ. Nhỏ Cổ Nam hai cái kiếm rồi. Trận chiến sinh tử. Xem Vega đứng đâu. Ồ, Vega đứng ở đây à. Vega đứng ở đây là về đội sinh lò sang nhai à. Không biết còn có chạy đến chỗ Vega không. Hy vọng nó sẽ chạy đến chỗ Vega. Phải đốt chết được con Vega này thì may ra ăn được. Anh em không đi cấp cấp 7. Tôi bây giờ dư tiện chả để làm gì luôn. Chả bây giờ lên cấp. Ôi dồi. Cái thằng bắt chết luôn này á. Giết Vega cho tao. Giết Vega cho tao, thắng rồi. Này thì Vega với chúng tôi à. Vega 3 này. Nha, lập kèo ngay.